Xin được kính chào toàn thể quý khách hàng thân yêu nhà mình nhá. Tiếp tục vào khung giờ 19 giờ em Trâm lại lên sóng để giao lưu gặp gỡ với toàn thể quý cô bác và quý bà con đây rồi cả nhà mình nhá. Các bác vào tham gia livestream thì nhớ hãy dành cho em xin một nút tim và một nút like ở cuối màn hình phải ủng hộ đẩy thuyền giúp Trâm lên các trang hội nhóm này, các trang mạng xã hội mà các bác đang quan tâm cũng như là đang theo dõi để lan tỏa livestream cho em Trâm trong buổi tối ngày hôm nay cả nhà mình nhá. Em về thêm khá là nhiều xe để phục vụ cho bà con. Sắp Tết rồi, sắp lạnh rồi các ơi. Hôm nay thì em đã mặc áo dài rồi. Đấy, sắp lạnh rồi các nhá. Nên là quý chị đang quan tâm mẫu xe nào hay là đang cần tìm hiểu và tham khảo mẫu xe nào thì bình luận trực tiếp trên live để em Trâm được tư vấn nhiệt tình cho toàn thể quý cô bác và quý bà con. Đấy, xe bên em thì bán ra đều cam kết trên văn bản cho cả nhà mình. Tuyệt đối luôn trên văn bản các nhá. Có xe tập lái luôn, anh Giai không tên nhá. Có nhiều xe tập lái cho anh luôn. Phân khúc giá tiền thì chỉ từ 58 triệu cho tới 7-800 là các bác đã có thể sở hữu được một trong số hơn 100 đầu xe tại cửa hàng bên Trâm rồi cả nhà mình nhá. Các bác ủng hộ đẩy thuyền cho em bằng những đợt tim đợt này nào cả nhà mình ơi. Ngày hôm nay thì không còn máy để chia sẻ nữa rồi, nên là rất nhờ những cái lượt chia sẻ của quý khách hàng thân yêu tham gia livestream của em nhé. Các đẩy thuyền chia sẻ giúp em nào, mỗi bác tập trung chung chân chung tay cho em xin 1-2-3 lượt thôi. Đấy là có thể đẩy thuyền giúp em Trâm trong buổi tối ngày hôm nay rồi cả nhà mình nhá. Em cảm ơn Giai Trương Nguyễn rất là nhiều nhá. Chào em gái nha, cho em sức khỏe bình an, phun được nhiều xe nha. Cảm ơn Giai Trương Nguyễn rất là nhiều nhá. Một người anh Giai rất là tuyệt vời. Đầu buổi live thì em Trâm xin được gửi lời chào và lời chúc sức khỏe tới tất cả các anh chị đang tham gia livestream cùng em. Chúc cho các bác có một buổi tối thật là vui vẻ bên những người thân yêu của mình, một bữa cơm thật là ngon miệng, an lành hạnh phúc và thật nhiều niềm vui. Và đừng quên chia sẻ giúp em cả nhà mình nhá. Chia sẻ đầy thuyền giúp em nào. Các bác ơi, ngày hôm nay thì có vẻ như là hơi yếu một chút rồi. Nên là bác nào vào tham gia livestream trước thì chia sẻ giúp em trước nhá. Hôm nay em về thêm nhiều xe để phục vụ cho cả nhà mình, em về thêm Cruy này. Về thêm Moling, về thêm i10 cũng như là về thêm EcoSport các bác nhá, phục vụ cho cả nhà mình từ 2 chỗ ngồi cho tới 7 chỗ. Anh Giai không tên đây, Accent có anh nhá. Accent có nhiều luôn. Số tự động thì em có loanh quanh đời tầm 2011, số sàn thì có đời cao hơn. Duy nhất một chiếc số sàn đời 2016 bản chót, bản phiên bản nhập khẩu anh nhá. Bản chót là bản cuối cùng. Máy số zin màu đen anh Giai nhá, số sàn luôn. Anh có thể vừa chạy dịch vụ hoặc là vừa chạy gia đình thì là quá ok anh Giai nhá. Bên em Trâm bán ra thì đều có cam kết nhé, nên là cả nhà mình yên tâm tuyệt đối giúp em. Văn bản in sẵn, không phải lái xuông. Đấy, không đâm xô và không ngập nước cho các bác. Về cái vấn đề khoản giấy tờ thì các bác yên tâm giúp em. Bao giờ mà các bác ví dụ như là hỗ trợ rút hồ sơ vào tên thì làm cho bác xong thì thôi nhá, bảo hành trọn đời luôn. Nên là cả nhà mình yên tâm chưa ạ? Đẩy thuyền giúp em nào các bác ơi, đẩy thuyền giúp em nào để ngày hôm nay view lại lên nào. Còn rất là nhiều xe cần giới thiệu cho toàn thể quý anh chị em nhà mình nhá. Em chào anh Nguyễn Trương này, em chào anh Nguyễn Tùng, em chào anh Gia Huy nhá. Em chào anh Phạm Hưng này, em chào anh Giai Ballroom này, em chào anh Giai Quang Văn này, em chào anh Phạm Thuân này, em chào anh Trương Nguyễn nhá. Tất cả nhà mình ơi, bác lại đẩy thuyền giúp em nào. Đẩy thuyền lên 20-30 bác thì bắt đầu em livestream và báo giá luôn nhá. Rất là nhiều xe phục vụ cho bà con đây. Ngày hôm nay thì không còn nick nào để chia sẻ nữa rồi, nên là mong chờ những cái lượt chia sẻ mới của các bác đang tham gia livestream cùng em nhé. Chung tay chung chân mỗi người cho em xin một lượt chia sẻ lên trang cá nhân của chính mình. Và yêu thương em hơn thì cho em xin thêm 2-3 lượt nữa nhé. 2-3 lượt nữa lên các trang mạng xã hội cũng như là các trang hội nhóm mà các bác đang quan tâm, đang theo dõi để đẩy thuyền cũng như là lan tỏa livestream của em Trâm trong buổi tối ngày hôm nay các bác nhé. Anh Giai Đắc Thành ơi, Accent đời 2011 giá bao nhiêu à? Accent 2011 thì hiện tại em còn 2 chiếc số tự động cho anh nhá.
hai chiếc số tự động. Đời 21 giá loanh quanh tầm 340 anh nhá, tầm 340. Loanh quanh tầm 340, nói chung là tất cả các bác khi mà đến với em thì đều còn lộc lá thêm, đấy đều còn bớt thêm. Làm sao mà quý chị đang quan tâm xe ô tô cũ mua của em Trâm thì chắc chắn sẽ có một cái mức giá hợp lý và gạn hết cỡ cho cả nhà mình các bác nhá. Gạn hết cỡ luôn, hết sức có thể luôn. Và nếu như quý chị chia sẻ cho em nhiều rồi thì đến mua xe em sẽ tặng các bác mình xăng đầy. Đó, hứa là làm cái nhá, em Trâm hứa là làm. Đến mua xe em sẽ tặng một bình xăng đầy luôn. Xem xe đẹp ok, em cảm ơn anh Vinh Ngân nhá, rất là nhiều xe đẹp luôn. Em chào anh Quang Văn này, muốn đẩy thuyền nhưng chưa đủ tài chính. Anh Quang Văn này, đẩy thuyền giúp em là tuyệt vời rồi anh nhá. Tham gia livestream cùng em cũng là quá tuyệt vời rồi. Không phải tự nhiên mà anh em mình lại tự nhiên lại vào tham gia livestream cùng. Đấy, nó là một cái duyên rồi anh ta Quang Văn nhá. Nên là khi mà anh vào tham gia cùng với em thì nó cũng đã là một cái điều rất là tuyệt vời rồi anh nhá. Đẩy thuyền giúp em bằng những lượt chia sẻ. Khi mà các bác đến mua xe, ví dụ anh ta Quang Văn chia sẻ cho em nhiều. Ví dụ như anh chia sẻ cho em nhiều, đến lúc đến mua xe bảo Trâm ơi, ngày nào anh cũng chia sẻ cho em ấy, thì chắc chắn nhá, sẽ trích luôn tiền quỹ riêng của em Trâm ra tặng cho anh Giai nhá. Tặng cho anh Giai 5 triệu đồng, ok chưa? Anh Giai Quang Văn nhá. Em chào anh Hem Nhung nhá, like view cao mà comment toàn lạc trôi. Anh Giai Hem Nhung ơi, không lạc trôi đây nhá. Thường thường thì mỗi hôm khoảng tầm 3 đến 5 phút khởi động đầu like thôi anh nhá. Khởi động đầu like để cho các bà con gọi là thoải mái hơn đấy, cũng như là vui vẻ hơn vào đầu like và cuối like này. Tí nữa bắt đầu vào giữa thì mới vào việc. Anh Giai Hem Nhung nhá, tí nữa thì mới vào việc này. Các bác nhớ chia sẻ ủng hộ giúp em nhá. Bây giờ thì em sẽ xin phép được chuyển cam và báo giá nhanh này. Em chào anh Huy Quang, em chào anh Tuấn Tú nhá. Chia sẻ giúp em cả nhà mình nhá. Mỗi bác cho em xin một vài ba lượt chia sẻ nào. Bác nào chia sẻ rồi thì cho em xin những lượt chia sẻ mới để có thể đẩy thuyền giúp em Trâm nhá. Lan tỏa livestream ngày hôm nay em bị bóp tương tác khóa hết nick rồi. Khóa hết nick phụ rồi nên là không chia sẻ được lên các trang hội nhóm mà có nhiều anh chị em đang quan tâm cũng như là đang theo dõi ô tô thì rất là mong chờ những cái lượt chia sẻ của bà con nhá. Chia sẻ giúp em đi ạ. Cảm ơn. Anh Tuấn Tú ơi, Innova có luôn Tuấn Tú nhá. Ngày hôm nay về thêm quá trời Innova luôn. Về thêm cả Innova bản G luôn. Em về thêm cả Innova bản G anh nhá. Đời 2010 hôm nay về thêm một chiếc đời 2010 này. Về thêm một chiếc 2015 bản G. Đó, và về thêm một chiếc 2013, 2012 bản G nữa anh nhá. 22 bản G nữa. Em chào anh Giai Xuân Diệu nhá, cảm ơn anh rất là nhiều. Anh Xuân Diệu ơi, tham gia livestream đẩy thuyền cho em Trâm nhá anh nhá. Đẩy thuyền cho em bằng 1 2 3 lượt chia sẻ anh Giai nhá. Đầu tiên thì gửi tới bà con chiếc Innova xe tư nhân. Innova đời 2012, xe mua của nhà bác chủ là bán xăng đây này. Đấy, máy số zin quá nhá. Chiếc này thì bao zin toàn bộ luôn. Kính liền đời, máy số zin, xe tư nhân không quan đục. Mẫu này thì em đang chào bán gửi tới cả nhà mình là 345 triệu nhá. 345 triệu là mức giá mà em chào bán gửi tới bà con. Và đương nhiên thì vẫn còn thương lượng và còn bớt thêm này. Cảm ơn Giai Xuân Diệu rất là nhiều nhá. Chúc em buổi tối chốt là nhiều xe. Cảm ơn các bác rất là nhiều. Nhờ vào những lượt chia sẻ của bà con thì tháng này hoan hỉ bên Trâm cũng bán được 96 xe rồi các nhá. Rất là vui, một tin vui cho cả nhà mình luôn. Tháng này chốt được 96 xe rồi. Hiện tại thì còn 4 ngày nữa. Đấy, 4 ngày nữa các nhá. Hôm nay chốt 7 xe luôn. Nên là rất là cảm ơn cả nhà mình. Thật ra thì tất cả những bác gần như chốt xe thì đều quan tâm cũng như là đều theo dõi kênh bên em Ngọc Trâm Ô Tô này. Thì cảm ơn cả nhà mình rất là nhiều nhá. Các bác mà cần tư vấn nhiệt tình đấy, cần tư vấn nhiệt tình thì nhớ số điện thoại em ghim cuối bài rồi nhá, 0984034590. Tư vấn miễn phí, tư vấn hỗ trợ các bác 24/7 luôn. Kể cả là các bác chưa mua xe hoặc là một vài tháng nữa mua xe ok thôi nhá. Em Trâm vẫn nhiệt tình cho bà con này. Chiếc Vios đời cao ngày hôm nay vừa mới về là em sẽ quay nháp thôi có nhá. Quay nháp thôi, ngày mai sẽ có đời và giá này. Vios đời cao đây, màu vàng cát đẹp nhá. Tiếp tục bên đây là mẫu xe màu đỏ này. Đầu tháng thì hy vọng đến với 3 chiếc xe màu đỏ ngay đầu tiên này thì sẽ mang lại nhiều may mắn cho em Trâm cũng như là cho tất cả quý khách hàng nhé. Chiếc i10 màu đỏ đời 2016 số sàn, động cơ được trang bị là 1.0, xe 5 chỗ ngồi, xe mang tên tư nhân cho bà con đây, 86 phát lộc luôn nhé. Đời 2016 và mẫu này em chào bán gửi tới cả nhà mình là 229 triệu. Innova 208 trả góp không em ơi? Anh Giáp Phạm ơi, 208 thì Trương không làm góp được anh nhé. 208 thì chỉ có thể làm thẳng thôi anh ơi. Đời từ 20 năm trở lên.
Anh dạy giáp phạm nhé, đời 25 trở lên là anh làm được trả góp cho em này. Hoặc là tài chính xe từ 300 triệu trở lên, anh dạy nhé, là có thể làm được trả góp rồi. Bên đây cũng là một mẫu xe màu đỏ và là phiên bản hatchback cho bà con nhé. Trước này thì đến từ nhà sản xuất Ford. Đây là em Ford Fiesta. Đấy, Fiesta đời 2011, số tự động cho bà con đây. Một mẫu xe nhỏ gọn. Nhỏ gọn và hộp số tự động cho bà con nhé. Chiếc này thì đi cực kỳ sướng luôn. Dòng xe Ford thì rất là chắc và bám đường. Đời 2011, số tự động, động cơ là 1.6. Và hiện tại chiếc này em đang chào bán gửi tới cả nhà mình là 285 triệu thôi ạ, các bác nhé. 285 triệu thôi là cả nhà mình đã có thể sở hữu được em này rồi. Em chào bác Dịch Nguyễn nhá. 285 triệu cho chiếc Ford Fiesta số tự động đời 2011 cho bà con. Táp ly, táp lô đẹp, dòng này thì cứ cam kết các bác là 100% là xe gia đình, không taxi dịch vụ quý chị nhá. Đề lộ start top, có màn hình theo xe này, màn hình, điều hòa cơ, ghế da sạch sẽ. Ái chà, quên mất các bác nhá, bật đèn lên. Quên mất là chưa bật đèn lên. Nội thất ghế da sạch sẽ này, trần lỉ nguyên bản theo xe, màn cam đầy đủ cho cả nhà mình rồi. Táp ly táp lô đẹp, 100% cam kết, không dịch vụ. Xe gia đình không dịch vụ nhá. Mẫu này em đang chào bán gửi tới cả nhà mình là 285 triệu là các bác đã có thể sở hữu được xe số tự động. Động cơ là 1.6 rồi và là dòng xe đến từ nhà sản xuất Ford các nhá. Biển 99 Bắc Linh luôn. Bên đây là chiếc Mazda 3. Mazda 3 form mới đẹp cho các bác đây. Bản này là cuối năm 2017 thì có phanh tay điện tử các nhá. 535 triệu cho chiếc Mazda 3S. Mazda 3 đời 2017 các nhìn này, zin toàn tập luôn. Mở nội thất ra nhìn đã sướng rồi. Một dòng xe quá trời đẹp luôn nhá. Đời 2017 giá chào bán là 535 triệu cho các bác này. Mazda 3 nhá, đời 2017 bản sedan. Đời cao. Tiếp tục vào bên trong này cũng nhá. Chiếc Spark này bán rồi này. Bán rồi không quay. Bên đây là mẫu Lancetti dành cho bác nào có tầm 200 triệu đổ lại nhá. 200 triệu đổ lại mà các bác muốn sở hữu bản sedan hai đầu đây thì đây. Hoặc là xe nhập khẩu thì đây cũng nhá, cũng làm cho các bác hài lòng luôn. Ok, em chào anh Thế Mạnh nhá. Anh Thế Mạnh ơi, chia sẻ ủng hộ đẩy thuyền cho em Trâm đi anh Thế Mạnh ơi. Mong chờ những lượt chia sẻ của anh Giai Thế Mạnh, anh Giai nhá. Em chào anh Hưng Gia, em chào anh Đạt Phạm nhá. Em chào anh Dũng Dương này, em chào anh Ngọc Nguyễn này, em chào anh Tiến Cường. Chiếc Lancetti SE đời 2009 số sàn và giá chào bán gửi tới cả nhà mình là 199 triệu. SE thì mặc định đó là số sàn của nhá. CX thì nó sẽ là số tự động và đều là Daewoo Lancetti này. Bên đây cũng là bên đây là Chevrolet Cruze cho bà con. Đấy, chiếc này thì thuộc phân khúc cỡ C rồi. Phân khúc cỡ C rồi. Đời 2011 giá là rất là vừa tiền. Hiện tại em có nhiều luôn các nhá. Có rất là nhiều luôn. Chevrolet Cruze đời 2011 số sàn. Màn hình cam lùi đầy đủ cho bà con. Nội ngoại thất đẹp và chiếc này bán đồng giá là 245 triệu. 3-4 chiếc đều chào bán đồng giá là 245 nhá. Anh chị nào mà quan tâm mẫu này thì có thể iBook trực tiếp cho em. Ok, em chào anh Giai Văn Hồi nhá. Chào cô chú anh Giai Văn Hồi ơi, em chăm anh Giai nhá. Cảm ơn anh rất là nhiều. Em chào anh Ngoãn Phạm này. Em chào anh Giai Nguyễn Đồng Quang. Cảm ơn cả nhà mình rất là nhiều. Đầu buổi live thôi thì cũng đã nhận được những cái lượt tim, lượt like của các bác bay nhiệt tình như thế này. Thì cảm thấy rất là tuyệt vời nhá. Cảm thấy rất là tuyệt vời. Quá hạnh phúc trong buổi tối ngày hôm nay đối với em Trâm này. Được các bác vào xem like cũng như là ủng hộ em bằng những lượt tim, lượt like như thế này quá nhá. Quá tuyệt vời luôn. Bên đây là chiếc Innova đời cao đây. Bác nào thích Innova đời cao thì đây nhá. Chiếc này thì đời cao nhất rồi. 2015 tại cửa hàng em Trâm là 25 là cao nhất rồi quá nhá. 2015 số sàn, động cơ là 2.0. Mẫu này là xe tư nhân gia đình cho bà con. Zin từ lắp dàn cò luôn. Chiếc này là form mới đẹp rồi. Nếu như các bác thích form mới thì đây nhá. Form mới đẹp rồi, biển Thái Nguyên. Xe 8 chỗ ngồi. Và giá chào bán là 418 triệu. Cho bà con tham khảo chiếc Innova. Xe tư nhân đẹp, nội ngoại thất đẹp. Xe này thì không có điểm gì để chê. Bác mua thì em Trâm tặng luôn một bộ màn cam đầy đủ nhá. Bác nào mua, đấy em sẽ nhớ luôn. Nhớ luôn, em nói là làm này. Tặng luôn bà con một bộ màn hình cam lùi và cam hành trình đầy đủ luôn. Bởi vì trước này chưa có. Đấy, đây là các bác mua em sẽ tặng luôn nhá. Táp ly táp lô đẹp, máy số thì zin rồi. Keo chỉ cũng zin luôn. Và zin từ lắp dàn cò luôn nhá. 2015 form mới đẹp. Giá chào bán gửi tới cả nhà mình là 418 triệu.
cho các bác tham khảo mẫu Innova. Đấy, cả nhà mình vào tham gia livestream, nếu như quan tâm mẫu nào thì cứ bình luận trực tiếp trên live để em Trâm được tư vấn nhiệt tình cho bà con nhé. Tư vấn nhiệt tình những mẫu xe mà cả nhà mình đang quan tâm cũng như là đang cần tìm hiểu và tham khảo này, để cho các bác nắm rõ về xe cũng như là nắm rõ về giá nhé. Cảm ơn anh Giai Văn Hồi nhé, xe quá đẹp luôn anh ơi, quá đẹp luôn, chỉ chờ anh chị em nhà mình dinh về thôi nhé. Tiếp tục bên đây là mẫu xe Chevrolet Cruze rồi. Trước này thì dành cho anh em nào đam mê xe độ nhá. Chevrolet Cruze đời 2016 form mới đẹp, độ khoảng tầm vài chục triệu, tiền đồ chơi luôn. Đời 2016 độ lẹt bô thể thao này, độ bô nọp nhá, bô nọp 4 mắt cảm biến phía sau, màn hình cam lùi đầy đủ, đuôi gió thể thao la răng đúc đẹp và đèn pha bi cầu. Đó, đèn pha bi cầu cho bà con nhá. Chiếc này em cho bán là 338 triệu và mức giá này vẫn còn thương lượng thêm nhá. Cho chiếc Chevrolet Cruze màu trắng đẹp đời 2016, cũng là zin từ lắp dàn cò luôn nhá. Anh Ngoãn Phạm ơi, anh mua xe cỡ 500 có không? Anh Ngoãn Phạm ơi, xe thì em bán cho em thì không mua được anh nhá. Em chỉ bán xe cho anh thôi. Đấy, anh Giai nhá. Cỡ bao nhiêu tiền cũng có, cỡ từ 58 triệu anh ra nhá, 58 triệu cho tới 7-800, thoải mái luôn. Đấy, anh có thể thoải mái luôn, về chợ bên em là thoải mái lựa chọn anh nhá. Ok, anh Giai Tuấn Vũ, em sẽ quay i10 cho anh này. i10 đời 2016 số sàn, động cơ được trang bị là 1.0, 5 chỗ ngồi màu đỏ đen. Trước này thì em đang chào bán là 228 triệu nhá. Mức giá này thì vẫn còn bớt thêm cho anh. Thực sự nó là đẹp luôn, xe tư nhân, màn cam đầy đủ, la răng đúc đẹp. Đấy, màn cam đầy đủ, la răng đúc đẹp. Ghế lỉ này, ghế lỉ hai tông màu, táp ni táp lô đẹp, có nhìn này. Táp ni táp lô cực kỳ đẹp luôn, không bị mòn bóng nhá. Không bị mòn bóng là chứng tỏ xe không chạy quá nhiều. Trước này thì có dịch vụ rồi bà con nhá. Có dịch vụ rồi. Đời 2016 số sàn, máy số zin. Mẫu này em chào bán gửi tới cả nhà mình tham khảo là 228 triệu. Em chào anh Giai Văn Khương nhá. Hello anh Giai Văn Khương, cảm ơn anh rất là nhiều. Anh Văn Khương ơi, chia sẻ đẩy thuyền giúp em nhá anh nhá. Em chào anh Giai, chuyên kính cường lực này, bán tải có luôn anh nhá. Có chi tông đời 2016, số tự động 2 cầu máy dầu, giá là 460 anh nhá. Mazda VT50 ngày hôm nay bán rồi. Đấy, bác nào mà không nhanh tay trước Mazda VT50 ngày hôm nay em chốt rồi, em bán rồi anh nhá. Tiếp tục bên đây là siêu phẩm 58 triệu cho bà con này. Matiz đời 2005 số sàn, 5 chỗ ngồi, mọi chức năng hoạt động bình thường, điều hòa mát, biển thủ đô. Và mẫu này em gửi tới cả nhà mình là 58 triệu thay cho chiếc xe máy này có nhá. Thay cho chiếc xe máy đây, sạch sẽ, nội thất sạch sẽ, máy số chạy ầm ầm luôn. Đời 2005 số sàn, 5 chỗ cho bà con này, nói chung là sạch sẽ, mọi chức năng hoạt động bình thường. Đấy, một chiếc xe mang tên ô tô, 58 triệu Matiz SE cả nhà mình nhá. Bác nào cần xe tập lái đây, bổ túc tay lái thì đây nhá, Matiz SE. Giá 58 triệu, tiêu đề của đầu bài cho bà con đây nhá. i10 màu đỏ quá đẹp luôn anh Giai Văn Hồi nhá. Giá là 228 triệu cho chiếc i10 đời 2016 này. Ok anh Giai Văn Khương nhá, cảm ơn anh rất là nhiều. Santa Fe đời 2009 em bán rồi anh Giai Minh Ngọc ơi, em bán rồi anh nhá. Em quay con xe 700 anh chốt là. Anh Giai Ngoãn Phạm ơi, em quay con xe 700 à? Ok anh Ngoãn Phạm nhá, anh Ngoãn Phạm quan tâm để lại số điện thoại cho em anh nhá. Lát nữa em sẽ tư vấn riêng cho anh luôn. Đấy anh Giai Ngoãn Phạm nhá. Em chào anh Giang Nguyễn nhá, có con nào 100 triệu có luôn anh Giai phóng lông. Anh Giai phóng lông ơi. Anh Giai không biết là anh Giai gì đây, em đọc không dấu thì em cứ đọc là anh Giai phong long nhá anh nhá. Nếu như nhầm thì xin lỗi anh Giai nhá, tại vì các anh em lên là bình luận là không có dấu nên là có thể là em dịch nó không được chuẩn lắm nên các bác thông cảm nhá. Nhìn xem con bán tải được ok anh Giai, chuyên kính cường lực này em sẽ quay bán tải cho anh xem nhá. Em chào anh Thuận Vũ nhá, em chào anh Giang Nguyễn nhá, em chào anh Vân Trần này. Quay xe 100 triệu cho anh, sau đó thì quay bán tải cho anh nhá. Trước này 98 triệu này, 98 triệu thì nó bình thường thôi, nó chưa được được đẹp xuất sắc anh nhá. Chevrolet Spark đời 2010 giá 98 triệu, máy 0.8 thôi. Máy 0.8 thôi nhá. Cảm ơn Giai Giang Nguyễn nhá, cảm ơn chị gái Ngọc Nguyễn nhá, cảm ơn chị gái rất là nhiều. Chị gái rất là tuyệt vời. Đấy, luôn luôn là tham gia livestream cũng như là ủng hộ cùng với em vào những bài like cũng như là vào mỗi tối này. Chúc cho chị thật nhiều niềm vui, an lành, hạnh phúc chị nhá. Đây là mẫu xe 110 triệu cho bác này, em sẽ đọc giá luôn.
Bác nào quan tâm xe 100 triệu thì không nên bỏ qua chiếc này, thực sự đẹp. Nhất là chị em phụ nữ, ví dụ như là thích xe tầm nhỏ nhỏ xinh xinh thôi, để đi lại cho nó dễ dàng đấy. Nó dễ quan sát nhé, khi mà ngồi trên chiếc xe này nó như xe máy luôn, dễ dàng quan sát luôn. Chiếc này em đổi của một anh trai mua, anh trai đổi lên i10 cơ nhá, đổi lên i10 đây. Smart đời 21 phải nói là đẹp xuất sắc luôn. Chiếc này nếu mà so với đời thì đẹp hơn so với đời, còn so với xe nhiều tiền thì chắc chắn là không bằng rồi các nhá. Không bằng rồi. Chiếc này thì đây, so với Spark có nhìn đã bao giờ Spark 211 mà nó đẹp như này chưa ạ? Tắp đi tắp nô đẹp luôn. Không dịch vụ nhá. Chiếc này thực ra lại không dịch vụ. Còn nếu như các bác mua Morning i10 tầm tiền này thì đa số nó lại có dịch vụ rồi. Đấy, nên là các bác có thể cân đối và so sánh này. 5 chỗ ngồi sạch sẽ và giá chào bán là 110 triệu cho chiếc Chevrolet Spark đời 2011 cho bà con. Màu trắng đẹp và xe 5 chỗ ngồi nhá. Lacetti một ok anh Giai Thuận Vũ này, Lacetti màu đen có nhiều luôn anh nhá. Anh Thuận Vũ ơi, Lacetti SE hay là Lacetti Sedic anh nhá. Anh có thể bình luận cho em thêm một tin nữa được không ạ? Chờ ngày đẹp xuống đón một em về để đi mùa đông lạnh. Ok Giai Văn Hồi nhá, em sẽ đếm ngày để chờ anh Giai Văn Hồi anh Giai nhá. Nếu có duyên thì chắc chắn anh em mình sẽ gặp này. Anh Nguyễn Hải ơi, Mitsubishi Outrage em bán rồi anh nhá. Em bán rồi. Em toàn quay xe có. Anh Giai Ngoãn Phạm ơi, em không dịch được luôn anh nhá. Em không dịch được luôn bởi vì lát em dịch được thì em sẽ dịch anh nhá. Đẩy view mạnh mẽ lên, cả anh Giai Trương Nguyễn rất là nhiều nhá. Mua em giá bao nhiêu bán không anh mua luôn. Anh Thuận Vũ ơi, mua em rồi thì làm gì còn ai like cho anh xem. Anh Thuận Vũ nhá, nên là chỉ bán xe thôi. Em Trâm không bán đâu, em Trâm để còn làm vẹt hot cho bác nghe mỗi ngày. Đấy, chắc chắn là không bán em Trâm rồi. Không bán em Trâm rồi nhá. Ok anh Giai Thuận Vũ là biển 29 à, biển 29 thì xem nào. Biển 29 là ok anh nhá, có biển 29 luôn. Kia số tự động, anh Giai Minh Ngọc này, Kia số tự động thì có thể Kia Cerato được không anh? Kia Cerato nhá, chứ Morning số tự động em không còn rồi. Tầm tiền 150 200 có con sedan nào ok anh Đức Thắng nhá. 150 200 thì anh có thể tham khảo Lacetti anh Giai nhá, hoặc là Cedric. Anh Giai Đức Thắng này, cố lên một tí nữa mua được Cruy đẹp anh nhá. Em có chiếc Chevrolet Cruy đời 2011 số sàn, máy số zin luôn, máy số zin đét cho anh luôn nhá. Hoặc là ngày hôm nay vừa mới về một chiếc Lacetti số sàn, Lacetti số sàn đời 2009 một chủ từ đầu, cũng loanh quanh tầm 200 lùi thôi anh nhá. Loanh quanh tầm 200 lùi thôi, rất là nhiều xe. Quan trọng là các anh chị thích mẫu nào, thích dòng nào nhá. Các bác chỉ cần để lại số điện thoại, em sẽ tư vấn xe hợp cho các bác luôn. Anh Giai Thuận Vũ ơi, xe biển 29 là xe gì nhỉ? Vừa đi qua rồi. Đấy, tí em sẽ quay lại cho anh nhé. Tiếp tục đây là chiếc Lacetti Sedic đời 2010. Em này thì biển đặc biệt hơn, dành cho bác nào thích phiên bản đặc biệt này. Đời 2010 số tự động, bản này là bản đặc biệt nhá. Cửa sổ lóc đầy đủ, ga tay tự động cho bà con, ghế múi nguyên bản theo xe nhá. Ok anh Giai Minh Ngọc nhé, cảm ơn anh, em chào anh Lê Số nhá. Anh Giai Lê Số ơi, ủng hộ cho em bằng những lượt tin đợt này nào anh Giai ơi. Chiếc này là ghế múi nguyên bản theo xe, ga tay tự động cho bà con nhá. Chiếc này có ga tay tự động này. Đấy, đầu đĩa là màn hình, chiếc này lên màn hình cam lùi rồi. Màn cam hình với lại màn hình cam lùi với cam hành trình đầy đủ đây. Táp ni táp lô đẹp, ghế zin liền đời, lên một bộ lót sàn 5D sạch sẽ rồi. Đấy, và mẫu này thì em đang chào bán là 265 nhá. Đời 2010, giá là 265 triệu, bớt luôn cho bác 10 triệu, còn 255 này dành cho anh chị nào quan tâm thiện chí nhá. Anh Đức Toàn ơi, 300 thì chưa mua được bán tải anh nhá, cố lên anh ơi, cố lên anh nhá. Chiếc bán tải này đời 2016 số tự động hai cầu máy dầu đây, cho bác nào thích bán tải lắp thùng đầy đủ luôn. Mitsubishi Chiton đời 2016 số tự động hai cầu máy dầu. Đấy, và mẫu này thì em đang chào bán là 469 triệu cho bà con này. 469 triệu các nhá, là anh chị em mình đã có thể sở hữu được bán tải rồi. Chiếc này máy số zin luôn. Nội ngoại thất đẹp và máy số zin. Màn hình cam lùi đầy đủ cho bà con, xe thơm phức luôn nhá. Ghế da căng mọng đẹp xịn sò luôn. Delo start top này. Chân lỉ nguyên bản theo xe, 5 chỗ ngồi rộng rãi. Lắp thùng đầy đủ, máy số zin. Và mẫu này em chào bán là 470 triệu quá nhá. 469 cũng như là 470. Đấy, và mức giá này thì vẫn còn thương lượng thêm dành cho anh chị nào mà quan tâm này. Các bác quan tâm thì bình luận trực tiếp trên này nhá. Cả nhà mình ơi, các bác lại chia sẻ đẩy tiền giúp em nào các bác ơi.
đẩy thuyền giúp em nào anh chị nhá. À, chiếc Lancetti màu đen số sàn biển 29 anh Thuận Vũ ơi. À, chiếc Chevrolet Cruze chứ anh Giai, hình như là chiếc Chevrolet Cruze ngày hôm qua máy số zin, máy số zin em vừa mới về nhưng lại cho đi dọn rồi anh Thuận Vũ nhá. Anh Thuận Vũ ơi, cho em xin số điện thoại của anh đi anh Thuận Vũ ơi. À, anh Đức Nhật nhá, Captiva 7 chỗ số tự động máy. Anh Thuận, anh Đức Nhật nếu như thích Captiva anh nhá, thích Captiva để lại số cho em. Em vừa mới về một chiếc Captiva đời 2009 giống như vậy. Đấy, còn đẹp hơn như này cơ. 2009 số tự động, không những số tự động mà lại còn máy dầu anh nhá. Giá loanh quanh tầm 300 triệu thôi. Anh Đức Nhật nhá, để lại cho em xin số điện thoại. Lát nữa xuống live em sẽ kết bạn Zalo cho anh. Và gửi tạm cho anh một số hình ảnh nháp thôi. Nguyên xe mộc hôm qua vừa về em chụp vội được mấy tấm để cho anh có thể tham khảo được ngoại thất cũng như là nội thất của xe nhá. Hôm nay thì em cho dọn qua nội thất rồi, nó bẩn quá, nó mua về mà nó bụi bẩn quá anh nhá. 7 chỗ số tự động máy dầu màu vàng cát như vậy. Đó, và giá loanh quanh tầm 300 triệu thôi anh Giai nhá. Nếu như quan tâm để lại số điện thoại cho em. Ok anh Giai ngoãn phạm nhá. Lát nữa sẽ quay cho anh luôn, quay hết luôn. Các bác yêu cầu xe nào là em Trâm sẽ quay xe đó cho cả nhà mình. Bên đây cũng là mẫu Innova nhưng trước này giá lại rẻ đây. À, đời 2015, số sàn xe 8 chỗ ngồi. Đấy, và mẫu này thì em chào bán là 385 triệu quá nhá. Đời 2015 và giá là 385 triệu cho anh chị nào quan tâm này. Đấy, Innova này quá nhá, đời cao, rất là nhiều xe. Không, em xe mới về biển 29 em anh nhậu. Oh, đúng rồi anh Thuận Vũ ơi, xe mới về biển 29, chính xác là xe mới về biển 29 rồi. À, nhưng ngày hôm nay thì vừa mới đi dọn anh nhá, vừa mới đi dọn rồi. Hôm qua thì em vẫn quay nhưng mà hôm nay lại đi dọn mất rồi. Đó là chiếc Chevrolet Cruze biển 29, thì em nhớ không nhầm là Chevrolet Cruze biển 29 này. Còn chiếc Lancetti à, em sẽ đi quay lại một vòng anh Giai Thuận Vũ nhá, quay lại một vòng luôn đúng chỗ vừa đầu xem. Nếu mà em nhớ lăng máng nó là chiếc Lancetti biển 30 thì phải. Đấy, biển 29 thì khả năng là không nhớ. Đây, chiếc này lát nữa các bác cũng xem đáng quan tâm luôn. 130 triệu xe cứng đẹp luôn nhá, cứng đẹp xuất sắc luôn. Đây, đây dài nhá, đúng vị trí này luôn. Đúng vị trí này luôn. Có chiếc Lancetti SE số sàn đây. Đấy, biển 30 mà em nhớ không nhầm nó là biển 30 đây anh Thuận Vũ nhá. Chiếc này đó là số sàn rồi anh ơi. Lancetti SE đời 2009 số sàn. Động cơ được trang bị là 1.6, xe nhập khẩu nguyên chiếc tại Hàn Quốc nhá. Nhập khẩu nguyên chiếc tại Hàn Quốc và động cơ trang bị là 1.6 này. Mẫu này thì em chào bán gửi tới cả nhà mình là 199 triệu. Anh Thuận Vũ nhá, xe mới về biển 99 biển 29 ngày hôm qua em cho đi dọn rồi anh nhá. Cho đi dọn nội thất rồi anh ơi. Đấy, ngày mai là sạch sẽ mới kính con để cho các bác lên sóng nhìn cho nó thích này. À, em chào anh Nguyễn Hùng nhá. Tiếp tục bên đây là mẫu Kia Morning nhập khẩu màu xám lông chuột đây, dành cho bác nào thích màu xám lông chuột nhá. Kia Morning đời 2009, số tự động, động cơ là 1.0, 5 chỗ ngồi. Và chiếc này em chào bán là 218 triệu cho bà con này. Bác nào quan tâm mẫu này thì để lại số điện thoại cho em Trâm nhá. Mẫu xe tập lái lửa cho các bác này 85 triệu đây. Cũng là Chevrolet Spark nhá, Spark biển 98 Bắc Giang, 5 chỗ ngồi và giá chào bán là 85 triệu dành cho bác nào mà mua xe về để bổ túc tay lái này, hoặc là tránh nắng tránh mưa thì cũng quá là hợp lý và tuyệt vời đây rồi nhá. Các bác ơi chia sẻ đẩy thuyền giúp em nào cả nhà mình ơi, hôm nay yếu quá rồi. Đấy, mọi ngày ngày nào cũng vài trăm mà hôm nay thì các bác lại yếu quá rồi. Bác nào vào trước thì chia sẻ giúp em trước nhá. Bác nào vào trước thì chia sẻ trước cho em nào, xin cho em Trâm xin vài ba lượt chia sẻ đẩy thuyền cho em đi cả nhà mình nhá. Chiếc Formandel này bán rồi này, Formandel bán rồi. Bên đây là mẫu Hyundai Accent, một dòng xe phải nói là bền lành và tiết kiệm luôn, đầy đủ những gọi là ưu điểm quá nhá, đầy đủ ưu điểm trên chiếc xe này. Hyundai Accent đời 2016 số sàn, động cơ được trang bị là 1.4, nhập khẩu nguyên chiếc tại Hàn này, xe tư nhân không dịch vụ luôn. Chiếc này cam kết các bác không dịch vụ luôn nhá. Em mua của một anh Giai là buôn thịt lợn này có nhá, buôn thịt lợn luôn. Giá chào bán gửi tới cả nhà mình là 365 triệu cho chiếc Hyundai Accent đời 2016 máy số zin, xe tư nhân không dịch vụ, đèn pha bi cầu, giải đèn led định vị ban ngày cũng như là màn hình cam lùi đầy đủ cho bà con nhá, màn hình cam lùi đầy đủ luôn. Đấy, và giá là 365.
Và bên đây là chiếc Chevrolet Avell, các bạn nhìn có thể nhìn thấy là hai chiếc đều có tem gọi là thương hiệu của Mỹ nhá. Chevrolet bên này thì chiếc này rất là rẻ luôn. Chevrolet Avell chỉ có hơn 100 triệu thôi. Avell đời 2011 số sàn. Đấy, thay vì các bác có tầm tài chính tầm 160 đi, 150, 160 mà muốn sở hữu bản sedan thì quá là tuyệt vời, hợp lý rồi. Chiếc này thì vừa là bản sedan hai đầu này và máy của nó lại rất là khỏe nhá. Động cơ là 1.5 cơ các bác nhé. Động cơ của nó là 1.5 luôn. Đời 2011 số sàn. Và giá chào bán gửi tới cả nhà mình tham khảo là 165 triệu. Đấy các bác nhé, 165 triệu xe bản sedan. Nội ngoại thất sạch sẽ, cực kỳ sạch sẽ và đẹp luôn. Màn hình cam lùi đầy đủ, trần lỉ nguyên bản theo xe. Đấy các bác có thể vừa chạy gia đình hoặc là chạy dịch vụ thì vẫn rất là hợp lý này. Bản hai đầu thì cái khoang để đồ của nó rất là rộng. Đấy nên là cả nhà mình có thể vừa lựa chọn gia đình cũng như là vừa chạy thêm dịch vụ vẫn tốt nhá. Và giá này là hợp lý, chỉ có hơn 100 thôi. Đấy, 165 triệu cho bà con nhá. Bên cạnh đây cũng là mẫu xe mang tên là dấu cộng đây, nhưng mà nó lại là độ lên tem của đuôi. Đấy, chiếc này độ lên tem của đuôi. Bản thân nó thì là Lacetti Seric. Seric đời 2010. Đấy, 2010 số tự động. Động cơ được trang bị theo xe là 1.6 phiên bản nhập khẩu này, nhập khẩu nguyên chiếc tại Hàn. Độ lên form cờ đuôi cho các bác luôn. Đèn pha bi cầu, giải đèn LED định vị ban ngày. Và chiếc này độ ở bên trong khoang nội thất là giải đèn LED xung quanh xe cho cả nhà mình luôn. Chiếc này bản đặc biệt hơn một chút là nó có chống trơn trượt điện tử này. Đấy, và đầy đủ start stop nhá. Cửa sổ lock đầy đủ cho bà con này. 5 chỗ ngồi số tự động. Và giá chào bán là 265. Và mức giá này thì vẫn còn thương lượng thêm nhá. Em chào anh Giai Đức Thành này. Em nói hay là kết em. Ok anh Giai Ngoãn Phạm nhá. Kết em thì mua xe cho em đi anh Ngoãn Phạm ơi. Em chào anh Giai Xuân Diệu nhá. Cảm ơn anh. Em cảm ơn anh Giai Trương Nguyễn nhá. Xe bán đắt như vàng. Ok anh Giai Công Thành ơi, không đắt đâu anh nhá. Em chăm báo với một cái mức giá để cho cả nhà mình tham khảo thôi. Tuy nhiên khi mà các bác vào việc thì đương nhiên là sẽ còn là thương lượng và còn hỗ trợ thêm cho cả nhà mình nhé. Có bán tải luôn anh Nguyễn Hùng nhé. Em có bán tải luôn, có rất là nhiều bán tải. Có Chi Tông này, có Chi Tông và có Isuzu D-Max cũng như là có Colorado anh nhé. Tiếp tục bên đây là mẫu xe 138 triệu dành cho bác nào thích xe nhỏ nhỏ xinh xinh nhé. Đây là chiếc Hyundai Eon. Thậm chí nhiều lúc các bác hỏi em xe này xe gì, em bảo Hyundai Eon thì nhiều bác lại còn không, thậm chí là bảo là em chưa nghe thấy bao giờ. Đấy, nhiều bác khách cũng bảo em chưa nghe tên xe bao giờ. Thì em giới thiệu luôn, đó là chiếc Hyundai Eon đời 2012. Đó và sau 13 đến 14 thì nó sẽ là phiên bản nhập khẩu của Hyundai i10 nhá. Hyundai nó cũng là đến từ sản xuất của nhà sản xuất của Hyundai đây. Eon đời 2012 số sàn. Động cơ của nó chỉ có 0.8 thôi. Đấy, động cơ như chiếc Spark thôi. Nhỏ gọn xinh xắn này. Tiết kiệm nhiên liệu, các bác đổ cho em khoảng tầm 200k tiền xăng thì đi thoải mái luôn. Trần lỉ nguyên bản theo xe, 5 chỗ ngồi, sạch sẽ, đầu đĩa nguyên bản theo xe này. Vô lăng thì có cả tích hợp túi khí an toàn luôn. Đấy, các bác thấy ok chưa? Có túi khí an toàn luôn, hơn cả i10 bản thiếu nhá. Tắp ni, tắp nô đẹp. Và mẫu này em chào bán gửi tới cả nhà mình là 138 triệu. Đấy, các bác nghe tiếng đóng cửa là chắc lịch luôn nhá. 138 triệu là anh chị đã có thể sở hữu được chiếc xe 5 chỗ ngồi này rồi. Các bác ơi, các bác vào tham gia livestream thì bình luận đi nào cả nhà mình ơi. Bình luận tương tác cùng em nhá. Tư vấn nhiệt tình, bán xe rất có tâm. Cảm ơn anh Giai Xuân Diệu rất là nhiều nhá. Em Ngọc Trâm nói hay, cảm ơn anh Giai. Đấy, nghe những cái lời feedback của anh Giai như này thì cảm thấy tuyệt vời quá anh nhá. Em chào anh Giai, anh Bùi nhá, cảm ơn anh. Các bác ơi, bác nào vào tham gia livestream sau thì nếu như thấy em nói hay thì cho em tặng cho em nào. Tặng cho em Trâm xin những lượt chia sẻ nào bà con ơi. Tặng cho em xin vài ba lượt chia sẻ lên các trang hội nhóm để đẩy thuyền giúp em nhé. Lan tỏa livestream giúp em nào, ngày hôm nay yếu quá. Đấy, mấy ngày hôm vừa rồi thì ngày nào cũng 400-500 bác vào xem. Ngày hôm nay tự nhiên lại chỉ còn có 70 bác thôi. Nên là cả nhà mình ơi, đẩy thuyền giúp em nhá. Nhờ vào tất cả bà con luôn. Đấy, nhờ vào tất cả bà con luôn nhá. Chia sẻ càng nhiều đến mua xem tặng thêm quà nhá. Tiếp tục bên đây là mẫu Kia Morning, ngày hôm nay em mới về luôn. Cứng cáp và đẹp, thực sự là cứng cáp và đẹp. Và chiếc này đó là màu zin. Kia Morning đời 2011 số sàn. Giá loanh quanh chỉ có 130 thôi, nhưng mà đổi lại các bác có thể nhìn thấy sơn si sạch sẽ bên ngoài thì không tính rồi. La răng đúc thì cũng là ok, nhưng cho bác xem nội thất này. Đẹp luôn.
Đấy, cực kỳ đẹp luôn nhá. Đời 2011. Táp ly táp lô đẹp, 5 chỗ ngồi nội thất ghế da. Đấy, nội thất ghế da tông màu đen. 5 chỗ ngồi và giá chào bán gửi tới cả nhà mình là 130 triệu nhá. Anh ơi, anh xem i10 đúng không? i10 màu đỏ đúng không? Anh vừa gọi cho em nhỉ? Đây đây anh ơi. Đây. Đây nó ở đây. Anh ơi. Đây. Đây. Nó tận đây em mở cửa sẵn rồi. Anh ơi nhưng mà anh cứ xem tạm về nội ngoại thất nhá. Với máy bởi vì nó hết điện rồi. Con này mới nhưng mà nó bụi. Để ở đây này gần sửa sơn bên em nó bụi quá. Anh cứ xem nội ngoại thất đi nhá. Tí nữa em sẽ không quá trong mà cái khóa của nó đang bị hết điện ấy. Nên là anh cứ xem khung sườn đi. Tí nữa cần lỗ máy thì sẽ kích. Kích lên nhé. 2018 ạ. Vâng, 2018. 8 giờ tối rồi. 2018. Đến xem xe. Con này là 2018 nhá. Các bác chờ em một chút nhá. Cả nhà mình ơi, chờ em một chút nào. Em hỗ trợ các bác em một chút xíu thôi. Anh ơi, đây. Con này 1.0 rồi nhỉ? Con này là 1.2 đấy, các bạn ấy viết giấy nhầm ấy. Anh cứ mở đi, 1.2 em nhớ không nhầm nữa. Giá kia thì chết rồi. Con này một đây này. Anh ơi, không cần nhìn giấy. 4 máy là 1.2, còn 3 máy là 1.0, đúng rồi. Đây là mấy bạn nhân viên bạn viết nhầm thôi. Ừ, anh cứ xem nhá. Tí nó cần nổ máy em bảo các bạn nên kích cho anh. Nhá. Vâng. Các bác ơi, tiếp tục thôi cả nhà mình ơi, tiếp tục ủng hộ cho em Trăm Lào. Đấy, anh Giai vừa mới xem live ở ngay Hải Dương cùng em Trăm thôi. Điện alo cái là free ra xem xe luôn. Đấy, gần rất là tiện luôn nhá. Gần thì sẽ tiện hơn này. Nhưng không sao. Đấy, các bác cứ bình luận thật nhiều lên. Em vẫn tư vấn nhiệt tình, giao hết cho mấy bạn nhân viên rồi. Nên là mình lại tiếp tục các bác nhá. Tiếp tục báo giá vào live stream thôi. Cửa hàng nhiều xe đẹp, đúng rồi anh Giai. Nguyễn Xuân Diệu ơi, chờ anh chị em nhà mình vào dinh về thôi. Anh Nguyễn Thuận nhá, Innova 2014 em không còn rồi. Innova 2014 hôm qua chốt rồi. Còn Innova 2015 anh nhá. Sao anh mua xe mà chẳng thấy em tặng quà anh Giai Thuận Vũ ơi. Mua xe anh Thuận Vũ ơi, mua xe không tặng quà thì bớt thêm vào cho anh rồi là nó là phần quà rồi anh nhá. Ví dụ bình thường như trước này đi. 259 thì đúng ra là bớt cho các bác khoảng tầm 200 mà gọi là 206 đi, bớt cho bác là 250 này. 250 mà lại bớt thêm 5 triệu nữa thì coi như cái 5 triệu ấy đó là quà rồi anh nhá. Coi như 5 triệu ấy đó là quà rồi. Giá hợp lý rồi. Đấy, lại còn không nữa lại còn bao cho anh ship vào tận Quảng Nam luôn. Đấy, ship cho anh tận vào Quảng Nam luôn, rất là xa anh Thuận Vũ nhá. Anh Thuận Vũ ơi, bên hồ sơ báo là ngày mai có hồ sơ. Đấy, không biết là kết quả thế nào anh Thuận Vũ nhá. Nên là anh thông cảm giúp em anh Thuận Vũ nhá. Thương em thì thông cảm giúp em. Bởi vì bình thường xe chất lượng thì em cam kết đảm bảo này. Nhưng mà khi mà rút hồ sơ thì cái đó là do công an làm việc. Nên là bên Trăm cũng chỉ gọi là nhờ bên dịch vụ này, thuê bên dịch vụ. Đấy, và thuê chi phí cao lên để bên cơ dịch vụ người ta sẽ làm bên công an nó nhanh hơn thôi. Chứ em không trực tiếp làm được anh Thuận Vũ nhá. Nên là anh Thuận Vũ hết sức thông cảm cho em nhá. Có thể là ngày mai là sẽ có hồ sơ cho anh. Bởi vì theo như bên hồ sơ thì báo là ngày mai sẽ có. Đấy, anh Giai Thuận Vũ nhá. Cảm ơn Giai Đức Quỳnh rất là nhiều. Nhiều xe lựa chọn quá, muốn đến cửa hàng tư vấn trực tiếp. Ok, Giai Đức Quỳnh nhá. Cửa hàng bên trong có địa chỉ giao dịch là gần cây xăng 51 Thanh Xá Liên Hồng, thành phố Hải Dương. Ngay gần cầu Lộ Cương thôi các chị nhá. Ngay gần cầu Lộ Cương một chút xíu thôi. Các bác chỉ cần đi đến đầu thành phố Hải Dương, alo cho em là em sẽ cho nhân viên phi ra đón bác tận chợ luôn. Đón về tận chợ luôn. Innova 2015 anh Giai Nguyễn Thuận ơi, giá là 418 anh nhá. 418 mà vẫn còn thương lượng thêm. Đây, Innova 2015 đẹp xuất sắc cho anh đây. Anh Diễn ơi, anh Diễn ơi, ra tiếp khách i10 của em ấy. Ở chỗ i10 bản đủ màu đỏ nhá. Đấy, anh cứ cho anh xem. Xong cho anh xem cả Rio nhá. Đây nhá các bác nhá, Innova 2015. Số sàn động cơ được trang bị theo xe là 2.0. Xe 8 chỗ ngồi và là xe tư nhân. Zin từ lắp giàn cò luôn bà con nhá. Trước này em bao cam kết cho bác là zin từ lắp giàn cò luôn. Và mẫu này em đang chào bán gửi tới cả nhà mình tham khảo là 418 triệu. Tặng luôn một bộ màn hình cam lùi nhá khi mua xe đây. Hứa là làm quá nhá, tặng luôn một bộ màn hình cam lùi đầy đủ này. Em chào anh Giai Dương Hoàng này, em chào anh Giai xe máy Hưng Thu nhá.
Em chào anh Trần Lợi này, em chào anh Quang Nguyễn này. Bác quan tâm mỗi nào bình luận trực tiếp trên live nhé. Em chào anh Giai Trí Đào Văn nhé, cảm ơn anh rất là nhiều. Anh Giai Trí Đào Văn ơi, chia sẻ ủng hộ giúp em Trâm nào. Em chào anh Giai Trần Thắng này, chào em Trâm xinh đẹp, cảm ơn anh rất là nhiều nhá. Anh Giai Ngoãn Phạm bình luận gì đây? Anh chốt em xin cho anh. Ok, Giai Ngoãn Phạm nhá. Có dép mua Trần Hàn Quốc không em ơi? Có luôn anh Miễn Minh nhá, có hết luôn. Cảm ơn anh Giai Thuận Vũ rất là nhiều. Anh Giai Thuận Vũ thì cũng đã gọi là ủng hộ em Trâm một chiếc Lacetti SE rồi. Chân tình cảm ơn anh Giai nhá. Em xin phép các bác em nghe một cuộc điện thoại thôi nhá. Alo ạ? Alo? Dạ vâng, đúng rồi ạ. Đúng rồi anh. Vâng, em đang nghe đây ạ. Anh ơi, em đang nghe đây ạ. Anh nói đi. Dạ. Anh ơi, em đang live stream, lát nữa em gọi lại cho anh sau nhá. Lát nữa em sẽ gọi lại cho anh nhá. Dạ vâng ạ. Tiếp tục cả nhà mình ơi, tiếp tục thôi. Ngày hôm nay thì rất là đông khách, từ sáng tới giờ thì mới chốt được 6-7 xe thôi. Mong rằng là sau khi xuống live đấy thì anh em đang tiếp hộ kia thì hy vọng là sẽ được viết giấy thêm một lần nữa trước khi đi ngủ nhá. Đấy là một cái gọi là mong muốn của em Trâm. Đấy, mong là cả nhà mình ủng hộ đẩy thuyền chia sẻ giúp em nào. Atit 18, 19 em không còn, anh Giai Minh, anh Giai Xuân Minh nhá. Innova 215 em chào bán là 418 triệu vẫn còn bớt, anh Nguyễn Thuận nhá. Tiếp tục bên đây cũng là một mẫu xe 7 chỗ nhưng mà giá lại rất là hợp lý cho bà con này. Chỉ xem với Innova đời 2015 thôi, nhưng các bác lại được sở hữu trên một chiếc xe phải nói là full option luôn nhá. Chính là Chevrolet Orlando, một dòng xe mang thương hiệu của Mỹ này, sản xuất và lắp ráp tại Việt Nam có nhá. Chevrolet Orlando đời 2017, hộp số tự động và động cơ được trang bị là 1.8. Xe 7 chỗ ngồi, đèn pha auto tự động này, gương kính chỉnh điện, ghế lái chỉnh điện cho bà con, gạt mưa tự động, rồi điều hòa auto tự động cũng như là đầy lỗ start top nhá. Cam lùi, cam hành trình đầy đủ, cửa sổ lốc, 7 chỗ ngồi, máy số zin. Và trước này em chào bán là 435 triệu. Mức giá này thì vẫn còn thương lượng cũng như là còn bớt thêm dành cho các anh chị nếu như mà quan tâm thiện chí này. Em chào anh Thắng Nguyễn nhá, em chào anh Giai Xuân Trường này, em chào anh Giai Xuân Diệu nhá. Còn rất là nhiều xe phục vụ cho bà con trong buổi tối ngày hôm nay. Các bác vào tham gia livestream thì nhớ là bình luận thật nhiều lên những mẫu xe mà cả nhà mình đang quan tâm cũng như là đang cần tìm hiểu và tham khảo nhá. Em Trâm sẽ tư vấn nhiệt tình cho bà con. Ok anh Giai Xuân Trường nhá, Chevrolet biển 36 ok anh. Biển 36 đó là Chevrolet Cruze anh Giai nhá. Lát nữa xong thì em sẽ quay và báo giá lại cho anh xem này. Xin giá City em không còn rồi anh Giai Xây Trịnh nhá. City em không còn rồi anh ơi. City vừa rồi có một chiếc đời 2014 thì chốt rồi. Quay chiếc đời 2016 à đây. Biển 36618 à, để em xem nào. Có lẽ biển số thì em không nhớ lắm anh Giai Thuận Vũ nhá. Chiếc này thì siêu đẹp luôn. Đây rồi, đúng rồi. Đúng đây rồi, Chevrolet Cruze có nhá. Nó chính là Chevrolet Cruze đời 2016, phải nói là siêu độ luôn bà con nhá. Siêu độ luôn. Chiếc này độ lẹt bô thể thao này. Nghĩa là độ bô on off các nhá. Có thể bật chế độ on lên thì nó sẽ lổ giòn luôn. Độ bô đấy, thể thao các bác có thể thấy. Ví dụ như là những cái chiếc xe gọi là xe đua ngoài đường đấy. Đấy, độ bô lẹt bô đấy. Và độ đuôi gió thể thao này, độ la răng đúc cũng như là độ màn hình cam lùi, độ form và độ cả đèn pha bi cầu nhá. Chiếc này thì độc tính tiền đồ chơi nó phải khoảng tầm vài chục triệu cho bà con. Đấy, độc cái mặt cản này nó đã vài chục triệu rồi, hai mấy triệu rồi nhá, rất là đẹp luôn. Siêu độ luôn. Zin từ lắp dàn cò luôn nhá. Chiếc này thì bao cho cả nhà mình là zin từ lắp dàn cò luôn. Chiếc này em chào bán gửi tới cả nhà mình là 338 triệu đời 2016. Form mới đẹp. Và mức giá này thì vẫn còn thương lượng thêm nhá. Anh Giai Thuận Vũ nhá, chiếc này vẫn còn thương lượng thêm. Lâu lắm rồi mới thấy anh Giai Thuận Vũ vào tham gia livestream của em Trâm đây. Anh Giai Xuân Trường nhá, 338 triệu và vẫn còn thương lượng cho anh nhá. Các bác ơi, đẩy thuyền giúp em nào. Mọi hôm ngày nào cũng 5-600 bác vào tham gia, ngày hôm nay không hiểu tại sao yếu vậy. Đấy, ngày hôm nay lại tự nhiên lại chỉ còn có 7-80 bác vào tham gia livestream của mấy em thôi. Nên là những anh chị nào mà đang tham gia livestream của mấy em thì đẩy thuyền giúp em bằng những lượt chia sẻ nhá. Có Kia Morning chạy lướt không em? Anh Dũng Chu ơi, Kia Morning thì em chỉ còn đời hơi thấp một chút thôi anh nhá. Em có đời 2010
208 hoặc là 206 này. Đấy, cao hơn một chút nữa là 212 là kịch sàn rồi. Đợt này thì Kia Morning số tự động em còn đời thấp thôi. Đời cao thì có 2 chiếc đời 2016. 2 chiếc đời 2016 đó là có dịch vụ rồi anh nhá. Có dịch vụ rồi, xe có dịch vụ rồi. Đấy, còn bác nào quan tâm chiếc Chevrolet Cruze này nữa không ạ? Thì có thể để lại số điện thoại cho em nhá. Bác nào quan tâm Chevrolet Cruze này thì để lại số điện thoại cho em để em tư vấn nhiệt tình cho bà con này. Anh Giai Phong đăng nhá, Innova 2015. 2015 form mới zin từ lắp giằng cò, giá là 418 triệu anh nhá. 418 triệu. Tiếp tục bên đây là Innova này, quay tiếp Innova nữa. Đợt này em về nhiều Innova luôn. Hoặc là Avante một đôi luôn này, lát nữa sẽ quay cho các bác nhá. Quay chiếc Innova này luôn. Chiếc này thì vừa mới về luôn. Lancetti độ form Cruze. Đây là Innova đời 2010. Em này thì cũng mới về được 1-2 hôm. Cho đi dọn dẹp thì hôm nay mới gọi là được trưng bày ở đây để cho các bác xem và tham khảo giá nhá. Innova đời 2010 số sàn. Đấy, động cơ được trang bị là 2.0. Số sàn cả nhà mình nhá. Có cam lùi, cam hành trình đầy đủ, chân lỉ nguyên bản theo xe, bọc nguyên ni lông và ba vùng điều hòa độc lập cho bà con nhé. Chiếc này thì hiện tại em chào bán là 275. Đấy, mẫu này chào bán là 275 triệu cho cả nhà mình xem và tham khảo này. Đời 2010 thì nó là bản G đấy nhá. Đấy, bản G. Xe tư nhân đẹp cho cả nhà mình. Và bên đây là chiếc Kia Rio này, dành cho bác nào ở biển thủ đô Hà Nội đây. Biển quá là hợp lý luôn nhá. Kia Rio đời 2014. Số tự động, động cơ là 1.4. Chiếc này thì có cảm biến bằng giọng nói cho bà con luôn các bác nhá. Cảm biến bằng giọng nói luôn. Ví dụ các bác mà đi lệch làn hay là đi phía trước phía sau có mặt cản thì sẽ có cảm biến bằng giọng nói nhá. Đời 2014, số tự động, động cơ là 1.4. Xe 5 chỗ ngồi và chiếc này em chào bán gửi tới cả nhà mình là 308, vẫn còn bớt thêm này. Fortuner 2014 em không còn rồi anh nhá. Cho em xem dép mui trần nào. Anh Nguyễn Minh ơi, dép mui trần chờ em một chút nữa nhá. Anh nhá, chờ em một chút nữa nào. Quay morning đi em, ok anh Giai, em sẽ quay morning này. Cảm ơn anh Giai Phạm Tuân rất là nhiều anh Giai nhá. Cảm ơn anh Giai Trương Nguyễn này. Kia Morning đời 2011. Hiện tại thì có một đôi Kia Morning 2011. Chiếc này thì bình thường thôi. Đánh giá, theo như em đánh giá là bình thường. Nhưng ngày hôm nay về một chiếc đẹp xuất sắc luôn nhá. Đời 2011 số sàn 5 chỗ ngồi. Và giá chào bán gửi tới cả nhà mình là 130. Đấy, đồng giá là 130 cho hai chiếc Kia Morning nhá. Hoặc là bên đây là chiếc Chevrolet Cruze. Cruze đời 2011 số sàn. Động cơ là 1.6. Xe thuộc top phân khúc cỡ C cho bà con luôn. Cực kỳ khỏe luôn. Máy cực kỳ khỏe. Hơn nữa cái dòng này thì form đẹp. Form dáng thì đương nhiên là đẹp rồi. Nhưng mà nội thất của nó không có một điểm gì để chê cũng nhá. Màu đen luôn. Em này thì là màu đen đẹp, dành cho bác nào thích màu sang trọng cũng như là bền màu nhá. Cruze đời 2011 số sàn em chào bán là 245 triệu. Đồng giá là 245 triệu cho 3-4 chiếc Cruze đời 2011. Đồng giá luôn bà con nhá. Kia Morning số sàn 17 thì em có mua không? Ok Nguyễn Thuận, em mua hết luôn nhá. Ai book trực tiếp cho em mua hết luôn. Số sàn 2017 này, cứ từ 2 chỗ đến 7 chỗ ngồi là em chăm mua hết anh Nguyễn Thuận nhá. Để lại số điện thoại cho em, nát nữa xuống like thì em sẽ alo trực tiếp cho anh này. I10 sedan 2 đầu màu đỏ từ đời 15-17 em ơi. Anh Vàng Lê ơi, I10 2 đầu thì chỉ có màu bạc, màu đen và màu trắng anh nhá. Màu đỏ thì em lại không còn rồi. Đấy, màu đỏ thì lại có bản hatchback thôi chứ không có bản sedan anh Giai nhá. Anh có thể tham khảo thêm. Ví dụ nhiều dòng khác như là I10 sedan thì anh có thể tham khảo Rio. Có thêm một chút nữa, nếu mà đời 17-18 thì mức giá của nó cũng loanh quanh tầm 300, xem 300 rồi. Thì anh có thể cố thêm để dinh chiếc này về. Phân khúc cao hơn, phiên bản số tự động đi sướng hơn anh nhá. Nhập khẩu nguyên chiếc tại Hàn này. Rất là nhiều xe đẹp luôn. Quay luôn bên ngoài này, khá là nhiều xe luôn này. Chiếc CX này vừa mới về, đời 2010. Chắc chắn là cũng chào bán đồng giá là 255 triệu rồi. Chiếc này lên form Cruze này. Bác nào thích form Cruze nhưng mà được trải nghiệm xe CX thì có thể tham khảo em này nhá. Màu đen đẹp luôn. Đấy, vừa mới về, vừa mới cập bến, máy số cực kỳ ngon luôn nhá. Cho chiếc Lancetti CX độ tem Cruze. Có khách về rồi anh. Khách đi rồi. Ok anh Giai Trương Nguyễn nhá. Tiếp tục bên đây là chiếc Chevrolet Cruze này.
đợt này cơ đuôi về quá nhiều luôn cả nhà mình nhé. Chiếc này đời 2012, em có đời từ 2011, 2012, 2013 và 2015 luôn nhá. Thích một đầu. Ừ, con em một đầu mà. Nhưng mà để mai đến, chứ ba ngày đến xem. Tối, mai đến luôn. Tối anh chỉ bảo anh ngắm qua một tí thôi. Tiếp tục là chiếc Charger Cruise đời 2012 số sàn. Động cơ được trang bị là 1.6 nhá. Xe thì máy số zin. Chiếc này vẫn còn zin luôn. Đời 2012. Máy zin cho bà con, nội ngoại thất đẹp này. Màn hình cỡ lớn rồi. Đấy, màn hình cam lùi đầy đủ cho bà con vô lăng ba chấu này. Nội thất ghế da hai tông màu, táp ni táp nô đẹp nữa nhá. Và giá chào bán gửi tới cả nhà mình là 255 triệu. Đó, cho chiếc Cruise đời 2012 cả nhà mình nhá. Form đẹp, chiếc này là biển Thanh Hóa này, biển Thanh Hóa màu đen. Bên đây thì là một đôi xe phải nói là bền lành và tiết kiệm cho các bác này. Bền lành và tiết kiệm cho bác luôn. Hyundai Avante, có một đôi Avante cho cả nhà mình lựa chọn. Và hai chiếc này là màu trắng nhá. Ok, ra anh Nguyễn Nhuận nhá, cảm ơn anh. Cứ để lại số điện thoại cho em anh nhá. Cứ để lại số điện thoại cho em là ok, anh em mình vào hết được, vào việc được hết này. Chiếc Avante đời 2013, hộp số tự động bác nhá, hộp số tự động. Những dòng xe mà đến từ nhà sản xuất của Hyundai thì các bác yên tâm cho em là nó cực kỳ bền luôn. Cực kỳ bền luôn. Hai chiếc Avante cho bà con này, chiếc này là đời 2013, số tự động. Và giá chào bán là 365. Chiếc này thì đời cao hơn một chút, đời 2015 quý chị nhá. 2015. Ngày mai thì sẽ công bố đời giá này khoảng tầm dưới 400. Dưới 400 cho cả nhà mình thôi. Hyundai Avante nhá. Một chiếc là biển Thái Bình và một chiếc là biển Thủ Đô cho bà con này. Đấy, tiếp tục vào trong đây là Chevrolet Captiva rồi. Những dòng xe gọi là đến từ thương hiệu của Chevrolet thì luôn luôn làm các bác gọi là hài lòng luôn. Máy số của nó khỏe luôn và giá lại hợp lý nhá. Chiếc này đời cao, Chevrolet Captiva đời 2009 số sàn rồi. Đèn pha bi cầu, ghế lái chỉnh điện cho bà con nhá. Giá chào bán gửi tới cả nhà mình cho chiếc Captiva đời 2009 là 228 triệu này. Biển 89 Hưng Yên. Đấy, hơn 200 triệu thôi, 229 thì để cho bác 220. Đấy, 220 thôi, rút hồ sơ. Anh kết con biển Hà Nội, ok anh Giai Trương Nguyễn nhá, anh kết con biển Hà Nội rất nhiều luôn anh nhá. Biển Hà Nội, hai con đều đẹp luôn. Thực sự hai chiếc này đều đẹp, cực kỳ bền luôn, dòng này của nó quá là bền lành nhá. Nên là lý do vì sao những cái dòng này kể cả là đời 2011, bây giờ là 2013. 2013 máy số zin đét này. Các bác có chạy 5-7 năm nữa thì máy số nó cũng vẫn zin thôi. Năm nay là 95 rồi mà máy là chưa mó, chưa động vào. Thì các bác nghĩ là nó chắc chắn là nó lành rồi. Gần như trước nào Avante cũng đều máy zin hết các bác nhá. Máy zin hết luôn. Anh Giai Trương Nguyễn nhá, quan tâm để số điện thoại cho em. Anh Kỳ Hà ơi, Cruise em không có số tự động, em chỉ có số sàn thôi. Số tự động nó là độ lên anh nhá, độ form thôi. Đấy, chiếc này nó là số tự động nhưng mà nó là độ form. Thực chất nó là La Safety Series đời 2010, độ lên tem Cruise. Giá là 265 anh nhá, xe vừa mới về này. Chào anh Được Bùi nhá, cảm ơn anh rất là nhiều. Innova 216 form mới em không còn rồi anh nhá. Innova 216 form mới không còn. Quay luôn cho bác xem này, xe vừa mới về. Nhìn thì cũng gọn gàng sạch sẽ này, nội thất ok. Đấy, chiếc này nội thất thì quá ok rồi. Nội thất ghế da hai tông màu, táp ni táp nô đẹp, vô lăng đẹp luôn này. Táp ni táp nô màu da bò, kết hợp màu đen và màu da bò đồng màu với nội thất ghế da. Nhìn nó rất là sang này. Vừa mới về chưa dọn nhưng mà trông cũng khá là đẹp và sạch sẽ này. Không phải đẹp vì nhìn thấy bụi bẩn, cái bụi bẩn này không vấn đề gì nhá. Quan trọng là chất lượng này. Các nhìn này, táp ni táp nô đẹp, nó không bị mòn. Đấy, không bị mòn mà đẹp, tiếng đóng cửa chắc lịch luôn. Hộp số tự động cho cả nhà mình. Và giá chào bán gửi tới cả bác các tham khảo là 265 triệu nhá. Cho chiếc La City Series độ lên tem Cruise này. Độ lên tem Cruise luôn. Anh kết con 215 anh vẫn tê biển Hà Nội. Đúng rồi anh Giai Trương Nguyễn ơi, biển Hà Nội thì quá là ok rồi. Tất cả những dòng xe mà mang biển Hà Nội anh nhá thì đều gần như là giá trị của nó sẽ cao hơn. Đấy, giá trị của nó sẽ cao hơn một chút so với biển tỉnh này. Nên là ví dụ các bác mà ở biển tỉnh mà mình mua xe biển Hà Nội thì không cần phải sang tên đâu. Các bác chỉ cần công chứng ủy quyền thôi là đi quá là ok rồi. Đi thoải mái luôn nhá. Anh Giai Trương Nguyễn nhá, kết thì dinh luôn anh ơi. Kết thì dinh luôn anh nhá.
À, em chào, em cảm ơn anh Giai Đức Long nhé, xe đẹp lắm bác ơi, cảm ơn anh, rất là nhiều xe đẹp luôn. À, anh đang kiếm con tầm 300 đến 350 số tự động màu đỏ, anh Giai Vàng Lê ơi. À, đây, quà dành cho anh đây, số tự động màu đỏ nhá, anh nhá. Anh Giai Vàng Lê còn ở trên line không anh ơi? Ok, Giai Trương Nguyễn nhá, lát nữa em sẽ iBook trực tiếp cho anh. Em có số điện thoại của anh Giai Trương Nguyễn rồi. À, em sẽ chụp màn hình lại, anh Giai nhá. Sẽ chụp màn hình lại, ok vào đây, lát nữa là chỉ việc gọi điện cho anh thôi. Anh Giai Vàng Lê nhá, 300 đến 350 màu đỏ thì anh có thể tham khảo trước này cho em. Quá là hợp lý luôn. Kia Rio đời 2014 số tự động, nó là phiên bản nhập khẩu nguyên chiếc tại Hàn anh nhá. Xe đi lại nên là nó hơi bụi bẩn thôi, rửa qua một lượt là quá là ok. Cảm biến trước sau này, có cảm biến trước sau. Và trước này thì có cảm biến bằng giọng nói cho anh luôn nhá. Đi lệch làn nó sẽ báo này, lùi hay là tiến, đấy nó sẽ báo luôn, báo bằng giọng nói luôn. Và đặc biệt là máy số zin, đời 2014 số tự động, máy số zin anh Giai nhá. Màn hình cam lùi cam hình, màn hình cam lùi cam hành trình đầy đủ này. Điều hòa auto tự động nhập khẩu nguyên chiếc tại Hàn, xe không lỗi. Ghế da mới này. Đấy, tắp ni tắp nô đẹp. Và giá chào bán là 380 thì vẫn còn bớt anh nhá. 380 vẫn, nói chung là giá này thì vẫn còn bớt thêm. Anh quan tâm để lại số điện thoại cho em, để em để cho anh một cái mức giá gọi là lộc lá thôi. Lộc lá thôi anh Giai nhá. Xe này thì xe mà đúng xe của em luôn. Thường xuyên là đi lại, đấy nên các bác nhìn nó hơi bẩn này. Đấy, bây giờ thì thi thoảng lên Kia Rio rồi. Đi Kia Morning chán thì hôm nào thích thì lại đi Kia Rio nhá. Hôm nay thì không đi nữa rồi. Trước này giá là 380 và vẫn còn bớt thêm anh nhá. Anh Giai Lê nhá, anh Giai Vàng Lê này, quan tâm để lại số điện thoại cho em tặng cho anh chiếc này giá hợp lý luôn. Tặng giá hợp lý hơn so với bình thường anh nhá. Giá gọi là giá lộc lá một chút xíu cho em thôi. Mai quay ký cho anh, ok anh Trương Nguyễn này, mai em sẽ quay ký cho anh nhá. Ngày mai sẽ quay ký cho anh con biển 30. Thực sự là xe mới về em cũng chưa quay chi tiết xe. Đấy, chưa quay chi tiết xe nên là có thể gọi là liếc qua để báo giá thôi. Ngày mai sẽ cho ra chụp hình và quay chi tiết cho các bác cùng xem này. 5 chỗ gầm cao 400 có luôn anh Giai Nguyễn Cường nhá. 5 chỗ gầm cao thì anh có thể tham khảo EcoSport. Đấy, chắc chắn là EcoSport rồi. Vừa tiền hợp lý cho anh nhá. Em có EcoSport đời 2015 số tự động, bản Titanium và giá loanh quanh tầm 400 thôi anh nhá. Để lại số điện thoại cho em anh Nguyễn Cường ơi, để lại số điện thoại cho em nhá. Em sẽ lát nữa em sẽ gửi ảnh cho anh, cũng như là gửi video chi tiết cho anh xem tham khảo anh Giai nhá. Em chào anh Giai Dũng Cá Chép này, em chào anh Tuân Phạm nhá. Tiếp tục bên đây là mẫu Honda Civic cho bà con này. Mẫu này thì cũng rất là vừa tiền. Đấy, giá cũng loanh quanh tầm 250 thôi. Chiếc Civic đời 2007 nhá. Anh Kỳ Hà nhá, số tự động tầm 300 à. 300 mua được con gì em? Anh Kỳ Hà ơi, 300 thì ví dụ chiếc này là 250 này. Thì thừa thôi. Thừa thôi. Chiếc này là 250 này, hoặc là i30 nhá. Hyundai i30 đời 2009 giá của nó loanh quanh tầm 3 đồng, hơn 3 đồng một tí tẹo. Hoặc là Accent đời 2011 số tự động thì giá của nó cũng loanh quanh tầm 345. 345 thì vẫn còn thương lượng lộc lá thêm cho anh nó khoảng tầm 335 anh nhá. Khoảng tầm 335. Cố thêm một chút. Đấy, còn rất là nhiều xe, ví dụ như là Kia Cerato đời 2011 thì giá cũng chỉ có 335 thôi. Đời 2012 thì là giá 365 anh nhá. Nhiều xe luôn. Tầm 300 thì mua được quá trời xe luôn. Chỉ cần anh để lại số thôi, lát nữa em sẽ kết bạn Zalo và em gửi xe cho anh xem tham khảo này. Santa Fe em không còn rồi, anh Giai Minh Ngụy nhá. Xe số tự động màu đỏ tầm 250 không em à? Anh Giai Hưng Thịnh ơi, màu đỏ mà số tự động thì cố lên anh nhá. Bởi vì tầm 250 thì chỉ có số sàn thôi. Số tự động em lại không còn mất rồi. Đấy, một chiếc số tự động ngày hôm qua chốt cho anh Giai ở Gia Lai rồi. Chốt cho anh Giai ở Gia Lai, hôm nay ship lên lồng rồi. Anh Giai Cường Nguyễn nhá. Gầm cao số tự động thì là EcoSport đời 2015. Đấy, và anh quan tâm thì để lại số cho em, lát nữa em sẽ gửi ảnh cho anh xem kỹ càng hơn, chi tiết hơn anh nhá. Trước này ngày hôm trước em chốt cho anh Giai ở bên Thái Bình rồi, nên là không quay nữa nhá. Gửi mình ảnh con Civic độ Cruise màu đen nhé. Ok anh. Ok anh Giai, cú đêm này vẫn là xe vừa mới về. Vừa mới về anh nhá. Ơ nhìn rõ biển chấm mấy anh ở Thanh Hà mà. Anh Giai Vàng Lê ơi. Nhìn rõ biển đây anh ơi. Anh ơi nhìn rõ biển đây nhá, anh Vàng Lê đây nhá. Nó là biển Hà Nội anh nhá. Biển Hà Nội cho anh luôn. Bởi vì tất cả ở tỉnh Lào thì cũng đi được biển Hà Nội.
Đấy, biển Hà Nội các bác thường thường như các bác bảo là đi ra đường mà đi xe biển Hà Nội thì công an họ không thổi còi đâu. Đấy, biển Hà Nội nó rất là uy anh nhá. Hà Nội về công chứng ủy quyền cho anh là ok luôn. Để lại số cho em sẽ để cho anh chiếc này gọi là giao lưu luôn anh trai nhá. Giao lưu luôn. 214 cực kỳ đẹp luôn, bản đặc biệt. 214 số tự động nhập khẩu nguyên chiếc tại Hàn Quốc. Động cơ chỉ có 1.4 thôi, bản sedan 2 đầu. Và máy zin anh nhá, chiếc này là máy số zin luôn. Cảm biến giọng nói này, màn hình cam lùi đầy đủ, nội thất ghế da mới. 5 chỗ ngồi, cảm biến trước sau. Đó, và giá chào bán em đang chào là 380. Và để cho anh một cái mức giá giao lưu là anh đã thấy ok chưa? Để lại số cho em anh Vàng Lê nhá. Để lại số cho em là sẽ có mức giá giao lưu cho anh, giá hợp lý. Lộc lá một chút, em chỉ cần lộc lá một chút thôi, sẽ để cho anh chiếc này giao lưu này. Ok anh Kỳ Hà nhá, em nhận được số điện thoại của anh Kỳ Hà rồi này. Đấy, tí nữa thì em sẽ tư vấn cho anh nhá. Tầm 300 cố thêm một chút anh mua được quá trời xe luôn. Ví dụ như chiếc này cũng vậy, cố thêm một chút là mua được quá trời xe luôn. Anh Giai cú đêm nhá, chiếc này rất là đẹp luôn đúng không ạ? Anh nhìn qua đã thấy đẹp rồi, anh Giai rất là tinh mắt luôn. Anh Giai vô tình thôi anh nhá, chỉ vô tình nói thôi. Bởi vì cái nickname của anh nó là cú đêm. Thì lại quay ra bảo anh rất là tinh mắt. Chiếc này phải nói là nó độ bolip thể thao phía sau nhìn nó sẽ đẹp hơn. Nhiều chiếc là nó không độ cái phần bolip này. Đấy, cảm biến phía sau, biển 26 độ tem crui, la răng đúc nhìn rất là đơn giản, sơn thêm cánh hoa như này thôi. Trông nó đã trẻ và đẹp hơn, khỏe hơn rất là nhiều rồi. Chiếc này thì nội thất của nó không thể chê. Đấy, nội thất của nó không thể chê. Gần như là số 1 trong những dòng gọi là CDX 2 độ nhá, CDX 2 độ. Nội thất ghế da rất là đẹp. Màu da bò nhìn rất là sang. Nội thất sạch sẽ, xe mộc này, xe vừa mới mua về có nhìn là bụi bẩn nguyên đất cát luôn. Chưa dọn rửa gì, ngày mai sẽ gửi ảnh cho anh Dài nhá. Có trang bị cửa sổ trời này. Cam hành trình có rồi. Đấy, nhưng cam màn hình cam lùi thì màn hình thì chưa có, cam lùi và cam hành trình có rồi. Đời 2010 anh nhá. 2010 số tự động, động cơ là 1.6 và giá là 265 triệu. Đấy, rất là đẹp luôn, màu đen. Độ lên tem crui nhìn cũng gọi là khỏe khoắn thể thao. Thích mắt và trẻ trung hơn anh nhá. Crui thì form của nó sẽ đẹp hơn so với CDX này, Lacetti CDX này. Các bác ơi, bình luận mạnh mẽ nhiều lên cả nhà mình ơi. Các bác quan tâm mỗi lần cứ bình luận thật nhiều lên để em tư vấn nhiệt tình cho bà con nhé. Có Accent số tự động nhập khẩu không? Anh Giai Ban Ngôi có luôn anh nhá. Có luôn Accent số tự động nhập khẩu này. Anh Giai cú đêm ơi, để lại số điện thoại cho em đi anh Giai ơi. Để lại cho em xin số điện thoại anh nhá. Thì em mới có thể kết bạn Zalo cũng như là gửi ảnh cho anh xem này. Và gửi video cho anh xem anh Giai cú đêm nhá. Accent số tự động đời 2011 em sẽ quay cho anh xem nhá. Nó ở ngay đây rồi. Đời 2011 đây anh Giai quý Văn Ngô nhá. Số tự động, động cơ là 1.4, máy zin luôn. Chiếc này màu xám ghi xám. Đấy, chiếc này thì như ví dụ như mình bình thường nói thì nó là màu vàng cát này, gọi loang là gọi là xem nó là màu vàng cát, nhưng trong giấy tờ nó là màu ghi xám anh nhá. Đời 2011 số tự động này. Hyundai Accent đời 2011 số tự động. Xe 5 chỗ ngồi, nhập khẩu nguyên chiếc tại Hàn, máy số zin. Và mẫu này em chào bán gửi tới cả nhà mình là 345 triệu. Bớt luôn 10 triệu cho cả nhà mình. Bớt luôn 10 triệu còn 335. Chiếc này đẹp luôn, thiếu mỗi màn hình cam lùi thôi. Nội thất ghế da, chiếc này thì bọc áo ghế mới rồi. Lên trần 5D chống nóng này, tóc ly tóc lô đẹp. Dòng này thì yên tâm giúp em. Mềm lành và tiết kiệm luôn, động cơ là 1.4 này. Và giá chào bán là 345 triệu nhá. Mẫu này em chào bán là 345 triệu. Và mức này thì vẫn còn thương lượng thêm này. Đấy, mức gió này thì vẫn còn thương lượng thêm cho anh chị này. Cảm ơn anh Giai cú đêm nhé. Em nhận được số điện thoại của anh rồi. Ok anh nhá. Nhận được số điện thoại của anh rồi thì mới tư vấn được cho anh Giai nhá. Ngày hôm nay các bác vào yếu quá rồi. Đấy, hôm nay các bác vào yếu quá rồi. Hay là hôm nay các bác thấy em chốt được nhiều xe rồi. Nên là hôm nay các bác đi đâu hết rồi. Chả thấy các bác vào tham gia livestream cùng em. Mọi hôm thì vài trăm bác vào cơ. Ngày hôm nay thì yếu quá. Anh vẫn đang xem live và ok anh Giai Vàng Lê nhá. Em biết là anh Giai Vàng Lê vẫn đang xem live nhưng mà anh để lại số điện thoại cho em thì lát nữa anh em mình mới gọi là giao lưu. Giao lưu alo nhá, em sẽ alo giao lưu cho anh nhá. Không cần mua xe không anh nhá. Không cần mua xe không, cứ để lại số điện thoại em tư vấn cho anh. Có thể là anh sẽ mua hoặc là một vài tháng nữa anh mua hoặc là một vài năm nữa không sai nhá. Tư vấn thêm cho anh. Chiếc này là Mazda 6 đời 2004. Bác nào thích Mazda 6 thì đây.
và giá thì chỉ có hơn 100 triệu thôi cả nhà mình nhé. Mazda 6 đời 2004 số sàn, động cơ là 2.0 xe 5 chỗ và mẫu này em chào bán là 168 triệu. Đấy, để cho các bác 160 bao rút hồ sơ và bao ship xe tận nhà luôn nhá. 168 để 160 thôi. Đấy, bác nào thích xe đẹp đây, em sẽ quay cho bác xem cái phần nội thất này. Thực sự nói mà chiếc xe này thì các bác không thể chê được đâu. Nó hơn những chiếc i10 Moling dịch vụ nhiều luôn. Đời 2004 nhưng xe rất là cứng cáp và đẹp. Đời 2004 số sàn, có nhìn nội thất nó đẹp như này. Top ly top lô đẹp sạch sẽ, nội thất ghế da zin. Nội thất ghế da zin nhá, trần lỉ nguyên bản theo xe này. Đây, chưa có màn hình cam lùm. Đấy, và mẫu này thì em chào bán là 168 triệu cho cả nhà mình cùng xem. Đấy, một mẫu xe bản sedan. Và giá thì lại rất là hợp lý nhá. Mazda 6 đời 2004 số sàn, động cơ là 2.0. Và giá chào bán gửi tới cả nhà mình là 168 triệu cho bà con này. Bên đây là mẫu Ford EcoSport em vừa mới về nhá. Gầm cao máy thoáng, vừa cho anh Giai nào vừa hỏi này. Màu trước này nó là màu đỏ đô, Ford EcoSport bản Titanium, đời 2016, động cơ được trang bị là 1.5. Đấy, gầm cao máy thoáng và động cơ chỉ có 1.5 thôi. Và giá gửi tới cả nhà mình tham khảo chiếc xe này là 445 triệu. Và mức này thì vẫn còn thương lượng thêm nhé, xe đẹp cho bà con luôn. Còn nguyên phiếu bảo dưỡng định kỳ này, màn hình theo xe, điều hòa auto tự động, trang bị cửa sổ lock. Và chiếc này thì có chế độ Eco tiết kiệm nhiên liệu các bác nhé. Có chế độ Eco tiết kiệm nhiên liệu luôn. Gầm cao máy thoáng màu đỏ và giá chào bán là 445. Xe thì bao không lỗi, zin toàn tập cho bà con luôn nhé. Máy số keo chỉ khung sườn là zin hết. Đấy, máy số keo chỉ khung sườn là zin hết cho các bác luôn nhá. Giá chào bán là 445 triệu cho anh chị em nhà mình tham khảo chiếc EcoSport này các nhá. Các bác bình luận đi các bác ơi. Các bác quan tâm mẫu nào thì mình bình luận đi nhá. Rio một đầu em không có rồi anh Giai Dũng cá chép nhá. Anh có thể tham khảo Cerato được không anh? Cerato thì em có một đầu. Còn Kia Rio thì em lại chỉ có hai đầu thôi anh nhá. Có hai đầu thôi. Chiếc này màu đỏ và giá chào bán là 448 triệu cho bà con này. Bên đây là mẫu Hyundai Grand i10 nhá. Hyundai Grand i10 đời 2016, duy nhất một chiếc 2016 thôi. Số sàn, động cơ được trang bị là 1.0 này. Xe 5 chỗ, chiếc này là bản đủ cho bà con nhá. Phiên bản đủ cho bà con luôn, màu trắng đẹp, nội thất, ghế lỉ, màn hình cam lùi đầy đủ, cam hành trình đầy đủ này. Và giá em chào bán gửi tới cả nhà mình tham khảo là 259 triệu. Đấy, dành cho bác nào thích i10 bản đủ thì đây nhá. Đời 2016 luôn. Đấy, và anh chị quan tâm mẫu nào thì cứ bình luận trực tiếp trên like để em chăm tư vấn nhiệt tình cho bà con nào. Hôm nay thì các bác đi chơi hết rồi. Ngày hôm nay các bác đi chơi hết rồi, không vào tham gia livestream của em đây. Vừa rồi thì em Trâm cũng đã lên sóng và báo giá tất cả hơn 100 đầu xe đang được trưng bày bán tại cửa hàng em Trâm rồi cả nhà mình nhá. Các bác vào tham gia livestream, nếu như chưa đăng ký kênh của em thì cho em xin một lượt thích trang hoặc một lượt đăng ký kênh để tiện theo dõi những thông tin mới nhất từ kênh em Trâm và không bị bỏ lỡ như buổi livestream báo giá như buổi tối ngày hôm nay cả nhà mình nhá. Hôm nay thì các bác vào tham gia livestream cùng em đến giờ phút này cũng là quá tuyệt vời rồi. Cảm ơn cả nhà mình đã đồng hành cùng với em đến cuối live này. Trước khi xuống live thì em sẽ gửi lời xin được gửi lời chúc sức khỏe và lời cảm ơn tới tất cả quý khách hàng thân yêu của em Trâm nhé. Chúc cho các bác có một buổi tối thật là vui vẻ này, một giấc ngủ thật là ngon, an lành, hạnh phúc và thật nhiều niềm vui nhé. Xin chào và xin hẹn gặp lại các bác vào 19 giờ tối ngày mai ạ. Xin chào.